tôi không thể bỏ trống. Mấy hôm nay tôi tặng thay cho cậu ấy. Giải đua Le Mans 24 giờ là một trong số những giải đua đặc biệt nhất và cũng khó khăn nhất. Cũng bởi lý do đó mà các tay đua tại giải đua này thường hiếm khi tạo ra những cú phân cách ấn tượng trên đường đua. Mãi tới mùa giải năm ngoái, khi kỷ lục mới về tốc độ tại Le Mans 24 giờ mới được thiết lập, khi mà tay đua người Nhật Bản Kamui Kobayashi đã thành tích 3 phút 14 giây 791 cho một vòng đua. Và cũng chính Kobayashi là người sẽ kỷ lục với tốc độ trung bình tại đường đua này với 251,8 km/h. I must crave your indulgence for appearing in this unseemly fashion. Perhaps a drop more? I don't think he does that. Here we go. It becomes you well, small one. All the same, brave king, I regret that I must withdraw, for a tale is the honor and glory of a mouse. Perhaps you think too much.